Chào các em học sinh khối lớp 3. Tiết trước chúng ta đã học bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Tiết học toán hôm nay cô chờ chúng ta cùng nhau luyện tập. Cô mời các em bắt đầu tiết học nhé. Bài 1. Đặt tính rồi tính. A. 1608 chia 4. 2105 chia 3. B. 2035 chia 5. 2413 chia 4. C. 4218 chia 6. 3052 chia 5. Các em hãy quan sát và cho cô biết chúng ta có tất cả mấy phép tính cần thực hiện. Chúng ta có tất cả 6 phép tính cần thực hiện. Các em sẽ đặt tính 6 phép tính này vào tập rồi thực hiện tính 6 phép tính này nhé. Các em sẽ lưu ý cho cô 3 điều sau. Điều thứ nhất, ở mỗi phép tính chúng ta cần quan sát và xem thử ở phép tính đó sẽ thực hiện mấy lượt chia. Lưu ý thứ hai, với những lượt chia nào có số bị chia bé hơn số chia thì thường là số 0 nhé. Và lưu ý cuối cùng, sau khi các em tính xong, các em hãy quan sát xem bài đó là phép chia hết hay là phép chia có dư. Nếu đó là phép chia có dư thì số dư phải nhỏ hơn số chia nhé các em. Chúng ta cùng bước sang bài 2, tìm x. A. X nhân 7 bằng 2107. B. 8 nhân x bằng 1640. Ở bài 2 này chúng ta chỉ thực hiện hai bài toán tìm x là bài A và bài B. Các em sẽ quan sát xem x đứng ở vị trí nào. Sau đó chúng ta sẽ chọn quy tắc thích hợp để tính giá trị của x nhé. Với những phép tính nào cần tính nhẩm, cần tính nháp thì các em hãy tính ra giấy nháp và ghi kết quả vào bài cho thật chính xác. Chúng ta sang bài 3, các em sẽ đọc đề nhẩm cùng với cô nhé. Một cửa hàng có 2024 kg gạo. Cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Các em sẽ dùng chì và thước gạch một gạch với những gì đề bài cho và gạch hai gạch với những gì mà đề bài hỏi. Các em đã xong chưa? Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tóm tắt bài này nhé. Các em hãy cho cô biết đề bài cho ta biết gì nào. À, đề bài cho ta biết một cửa hàng có 2024 kg gạo. Cô sẽ vẽ một đoạn thẳng tượng trưng cho 2024 kg gạo. Đề bài còn cho ta biết gì nữa không? Đề bài còn cho ta biết cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó nghĩa là từ 2024 kg gạo chúng ta sẽ chia thành 4 phần bằng nhau. Cô lấy đi 1 phần bất kỳ, đó chính là 1/4 số kg gạo đã bán. Vậy đề bài hỏi gì? Đề bài hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo. Như vậy, 3 đoạn còn lại này chính là số kg gạo mà cửa hàng còn lại. Dựa vào đề bài và tóm tắt, các em sẽ tự giải bài toán này nhé. Chúng ta cùng sang bài tập 4, tính nhẩm. 6.000 chia 3 bằng mấy? Cô sẽ làm mẫu. Phép tính này các con cùng quan sát nhé. Nhẩm 6.000 chia 3 bằng, ta lấy 6 chia 3 bằng 2. Nhẩm thêm chữ nghìn. Vậy 6.000 chia 3 bằng 2.000. Dựa trên